Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông phối hợp với Trung tâm Y tế huyện vừa tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đoàn viên công đoàn, người lao động hậu mắc COVID-19. Tại chương trình, gần 200 công nhân đã được các y bác sĩ thực hiện xét nghiệm máu, khám nội ngoại khoa, tư vấn hướng dẫn theo dõi sức khỏe để nhận biết và kịp thời điều trị các triệu chứng hậu COVID-19, đồng thời tuyên truyền tới người lao động tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch trong tình hình mới. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông đã trao tặng 18 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Dệt may Tân Kim Hùng và Công ty Cổ phần May Sông Hồng.